Bộ đội Cụ Hồ là một danh xưng nhưng cũng là một danh hiệu, thậm chí còn cao hơn tước hiệu được phong tặng. Đó là một báu vật nhân dân trao tặng quân đội. Nếu như trong đội ngũ quân đội của chúng ta có người nào không xứng đáng hay còn có khuyết điểm, thì ở trong lòng dân, con người đó không còn là bộ đội Cụ Hồ. Nhưng số ấy là rất hiếm hoi. Còn tuyệt đại đa số bộ đội của chúng ta từ trước đến nay luôn xứng đáng với danh hiệu cao quý bộ đội Cụ Hồ. Nhà văn, nhà báo người Mỹ Lady Bolton đã nói: "Tôi đã đi nhiều nước trên thế giới, nhưng không ở đâu người dân lại yêu mến gọi lãnh tụ của mình là bác. Không có quân đội nào yêu mến gọi tổng tư lệnh bằng anh Văn, đại tướng Võ Nguyên Giáp. Và cũng không nơi nào nhân dân yêu mến gọi quân đội là bộ đội Cụ Hồ. Những người tự diễn biến, tự chuyển hóa chỉ là cá biệt. Khi họ làm vấy bẩn bộ quân phục thì cũng là lúc chính họ không còn là bộ đội Cụ Hồ, không xứng với danh xưng cao quý. Tin tưởng, tự hào tiếp nối truyền thống, nhưng chúng ta cũng luôn nhận thức, không phải cứ mang trên mình bộ quân phục hay cứ từng đội mũ đeo sao là có thể được yêu mến, trân trọng, mà phải luôn rèn luyện, giữ gìn." Một đảng bộ quân đội là một đảng lớn nhất cả nước, mà lại tính chất như thế, sống tập trung, sinh hoạt thường xuyên, kỷ luật chặt chẽ, có truyền thống vẻ vang bộ đội Cụ Hồ, suốt bao nhiêu năm nay mới xây dựng lên được cái truyền thống này. Đây là cái đặc điểm theo tôi cần phải phân tích và cần phải nêu lên để mà tạo một cái niềm tin, niềm tự hào và cũng thấy rõ trách nhiệm của mình. Không ai được phép dùng cái địa vị của mình, dùng cái công lao của mình để công thần đối với đất nước và đối với nhân dân, đối với quân đội. Cho nên cái bệnh công thần ấy, thì nó rất dễ những cái người mà có cái sĩ diện cứ muốn tâng bốc mình lên, nhưng mà không nghĩ rằng cái công của mình rất nhỏ, nhưng mà công của nhân dân, công của đất nước mới là cái công lớn. Trong điều kiện như thế này, đất nước đang còn trải qua bao nhiêu khó khăn, địch đang tìm cách phá hoại, đánh vào đảng, đánh vào quân đội, lúc này phải là lúc mà toàn dân, những cán bộ về hưu được hết, những cán bộ về hưu phải chùm lại xung quanh ban chấp hành trung ương đảng, những cán bộ cao cấp quân đội phải là điểm tựa cho Bộ Quốc phòng, để rồi á là góp phần làm tham mưu cho đảng vượt qua những cái khó khăn này, đánh bại những cái âm mưu của thế lực thù địch. Nó xem thường cả đạo đức, xem thường cả đạo lý, xem thường cả pháp luật, và chính những người đó họ tự vui dập cái danh, tự vui dập tên tuổi của mình, và họ chuyển hóa, họ thực sự là trở gió đối với lý tưởng mình đi theo. Thế và chúng tôi cũng rất không đồng tình và với những các cái một số người có những các cái lời nói hoặc là có những các cái hành động trái với lại cái bản chất, cái truyền thống của trung đoàn, của đơn vị. Chúng tôi cũng đã đề nghị và lần nào chúng tôi cũng nói với nhau đấy. Bây giờ là phải trong cái tình hình hiện nay, địch nó chống phá, nó chia rẽ rất nhiều. Cho nên là phải tìm mọi cách để bảo vệ cái danh dự. Trong giai đoạn này là được rèn luyện trong môi trường quân đội, thấm nhuần truyền thống, phẩm chất và tinh thần chiến đấu của quân đội nhân dân Việt Nam. Trong tôi vẫn luôn vang lên một cái 10 lời thề danh dự của quân đội nhân dân Việt Nam. Vẫn sống với truyền thống quý báu của quân đội nhân dân Việt Nam, đặc biệt phẩm chất của người lính, đó là trung thành với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, đi theo tiếng gọi thiêng liêng của Đảng, mệnh lệnh của quân đội. Trong tình hình đó, tôi cũng nhận thấy rằng một số đồng chí, đồng đội của chúng ta khi còn trong môi trường quân đội, được rèn luyện thường xuyên, hoặc khi đang công tác, giữ được một phần. Nhưng cũng có những người khi mà nghỉ hưu thì buông lơi trách nhiệm của mình, quên đi lời thề danh dự của quân đội nhân dân Việt Nam, quên đi bổn phận mình là người lính Cụ Hồ. Họ tham gia vào hội đoàn này, hội đoàn khác, có những lời nói rồi việc làm đi ngược lại lợi ích của Đảng, của dân tộc và truyền thống của quân đội. Tôi xin kiến nghị đối với họ, khi đã từ bỏ và họ không còn xứng đáng thì phải tước danh hiệu quân đội nhân dân. Lúc em biết được các bác ấy tiếp xúc với những thành phần phản động chống phá Đảng và nhà nước thì bản thân em rất là thất vọng, giống như hình tượng mà mình ngưỡng mộ bị sụp đổ vậy. Qua đấy thì em cũng thấm thía một điều là nếu như con người ta đã đạt đến được những đỉnh cao của danh vọng giống như một người anh hùng, nhưng họ không chịu khó rèn luyện tu dưỡng thì cũng có thể đánh mất tất cả. Xử lý nghiêm minh với những trường hợp đánh mất bản chất bộ đội Cụ Hồ, đó là mệnh lệnh của cuộc sống để giữ gìn danh xưng cao quý, báu vật thiêng liêng nhân dân trao cho quân đội. Đối với quân đội ta, ngay từ những ngày đầu còn non trẻ, nhiều khó khăn, thiếu thốn, cũng đã có bài học đau xót.
như trường hợp tha hóa của Đại tá Cục trưởng Cục Quân Nhu Trần Dụ Châu. Trong khi bữa cơm của Bác Hồ và các chiến sĩ thời chống Pháp rất kham khổ, thì Trần Dụ Châu và một số sĩ quan biến chất lại sống như những ông hoàng. Chính vì thế, ngay từ ngày đó, quan điểm của Đảng và Bác Hồ là phải xử lý rất nghiêm minh để làm gương. Ngày 5 tháng 9 năm 1950, ở thị xã Thái Nguyên, thủ đô kháng chiến, Tòa án binh tối cao mở phiên tòa đặc biệt với 3 bị cáo hầu tòa là nguyên Đại tá, Cục trưởng Cục Quân Nhu Trần Dụ Châu và đồng bọn can tội biển thủ công quỹ, nhận hối lộ, phá hoại công cuộc kháng chiến. Cửa vào phòng xử án có một bảng khẩu hiệu nêu cao ánh sáng công lý trong quân đội. Trong phòng xử án, trên tường có 2 khẩu hiệu quân pháp vô thân và trừng trị để giáo huấn. Phiên tòa xét xử công khai, bộ đội và nhân dân đến dự đồng kín. Kết thúc phiên tòa, Trần Dụ Châu bị tuyên án tử hình, 2 đồng phạm mỗi tên lãnh án 10 năm tù. Chỉ một ngày sau, Trần Dụ Châu bị thi hành án tử hình. Thông tin vụ án cũng được công khai kịp thời trên báo chí. Báo Cứu Quốc đã có nhiều bài phản ánh về vụ án. Ngày 27 tháng 5 năm 1950, báo đăng bài xã luận cho biết vụ án đã cho chính phủ, đoàn thể, đảng nhiều kinh nghiệm trong việc sử dụng, giáo dục và kiểm soát cán bộ để phục vụ tốt cho kháng chiến kiến quốc. Mặc dù có người e ngại vì nếu công khai vụ án này sẽ làm cho dân chúng chê trách, kẻ địch lợi dụng để phản tuyên truyền, lợi ít, hại nhiều. Đó chính là tôi đóng cái nhân vật Trần Dụ Châu. Chính là sau khi phiên âm sang sân khấu thì tên là Hoàng Trọng Vinh. Và đấy là người chiến sĩ, người đảng viên và một người cục trưởng mà Bác Hồ chính là người cân nhắc và nâng đỡ và nắm giữ những cái cương vị rất là quan trọng lúc bây giờ. Cục trưởng của Quân Nhu, Đại tá. Do cái lối sống, do cách suy nghĩ và cái việc đó khiến cho Bác của chúng ta phải suy nghĩ rất nhiều. Bởi vì trong lúc ấy nó ảnh hưởng đến toàn đảng, toàn dân và toàn quân. Đó chính là một đêm Bác đã thức trắng để mà đưa ra một cái quyết sách là phải nghiêm trị. Và cái quyết định đấy là một trong những quyết định rất là đúng đắn và khiến cho dư luận trong và ngoài quân đội mọi người đều cảm thấy rằng là cái niềm tin của mình với Bác, với Đảng nó thực sự là được đặt đúng chỗ. Cái niềm tin mãnh liệt đấy nó được thổi bùng lên thêm những cái sức mạnh bởi vì sự chính trực, sự công minh và sự nghiêm minh của một người lãnh tụ, của một người lãnh đạo đất nước. Và đấy là cái điều mà dân tin, dân yêu, dân ủng hộ. Mặc dù vở diễn đấy đã tồn tại hàng nửa thế kỷ rồi, nhưng mà cho đến ngày nay thì cái giá trị của nó vẫn còn nguyên. Và với tất cả chúng tôi, những người nghệ sĩ khi nghĩ đến nó hay khi diễn về nó đều cũng là một lần chúng ta tự dặn lại lòng mình, tự xem lại những việc của mình làm. Bộ đội Cụ Hồ là một danh xưng nhưng cũng là một danh hiệu, thậm chí còn cao hơn tước hiệu được phong tặng. Đó là một báu vật nhân dân trao tặng quân đội. Nếu như trong đội ngũ quân đội của chúng ta có người nào không xứng đáng hay còn có khuyết điểm thì ở trong lòng dân, con người đó không còn là bộ đội Cụ Hồ. Nhưng số ấy là rất hiếm hoi. Còn tuyệt đại đa số bộ đội của chúng ta từ trước đến nay luôn xứng đáng với danh hiệu cao quý bộ đội Cụ Hồ. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương từng chỉ đạo phải đặc biệt giữ gìn, phát huy hình ảnh, uy tín của quân đội, giữ vững niềm tin yêu của nhân dân đối với quân đội. Muốn vậy, kỷ luật, kỷ cương phải nghiêm, quân đội phải làm gương cho các nơi khác. Vì thế, hơn lúc nào hết, mỗi quân nhân dù đương chức hay nghỉ hưu phải luôn nâng cao cảnh giác, giữ vững niềm tin, phấn đấu và rèn luyện không ngừng, phát huy truyền thống tốt đẹp bộ đội Cụ Hồ.